dê bo đầu nâu nhà mới đẻ, được hai con dê con đực chưa đứng được, chừng tiếng hồ nữa là đứng được, nó chạy vòng vòng bú được. À, nó sắp đứng được rồi đó, thấy không? Nó nhào nhào hồi đứng được rồi. Con quỷ đó mới bị quýnh hay gì đụng nít ha. Ta phải dọc về tập đứng đi, nhào nhào đầu.